những cái lồng chim thì nó thật với nhau này, để mà nói về lồng chim ấy, từ xa xưa rồi. Nói chung là em là một người chơi lồng từ năm 2012. Em là một tay chơi lồng từ năm 2012, là em đã rất sành sỏi về những cái lồng. Và đặc biệt là khi em chơi này, em có một cái quan điểm, đó là khi em chơi bất cứ một cái trường phái nào, em cũng có sự tìm hiểu rất là rõ ràng, rất là rõ ràng. Thì ông cha ta từ năm xưa ấy, thì khi mà em tìm hiểu từ trước, tức là người ta hay chơi những cái lồng 15 nan size 33 đấy, và khoảng cách nan nó là 2 phân đấy, thì ông cha ta hồi xưa là luôn luôn lúc nào cũng đề cao đối với những cái cây lồng mà gỗ chắc đấy. Thông thường là 90% năm hồi xưa là ông cha mình hay chơi những cái lồng 15 nan gỗ chắc đấy. Và thời gian sau người ta mới chuyển thêm, có một số gỗ đó là gỗ mun đấy. Gỗ mun thì nó có mun sọc và mun hoa. Thế thì để mà nói những cái lồng đấy, thì em thấy là đại đa số là 90% là người ta làm bằng gỗ chắc và 10% là bằng gỗ mun đấy. Tức là ông cha ta hồi xưa giờ là đã chơi ở cái lồng 15 nan là đại đa số là đồng gỗ. Và bắt đầu từ khoảng chừng 10 năm đổ về đây, 10 năm đổ về đây thì bắt đầu nó phát triển về cái lồng tre. Đấy, phát triển về lồng tre. Và đại đa số là hiện tại các thợ làm lồng, người ta vẫn ưu tiên về cái tre nhiều hơn. Tại vì để mà làm một cái lồng gỗ và một cái lồng tre ấy, thì hồi trước tức là các bác đặt một cái lồng tre và một cái lồng gỗ, thì cái lồng gỗ nó bao giờ nó cũng đắt tiền hơn. Đó là nguyên tắc, từ 1 triệu cho tới 2 triệu và có thể cao hơn, tùy mức độ khó ấy của một cái lồng. Thông thường là cây lồng gỗ nó cao tiền hơn một cái lồng tre. Thế nhưng mà cách đây khoảng chừng 2 năm đổ về đây thì lồng tre nó lại cao hơn lồng gỗ. Thế nhưng mà cá nhân em đánh giá thì em đánh giá thông thường một cái lồng gỗ với cái lồng tre thì nó có cái ưu và cái nhược điểm. Cái gỗ thì nó có ưu của gỗ và cái nhược của đồng gỗ, nhưng mà cái ưu của đồng tre thì nó cũng có cái ưu và cái nhược. Cái đồng tre thì độ bền vững thì nó cao hơn. Để mà nói về độ cái lồng tre thì cái độ là bền vững nó cao hơn đối với đồng gỗ, nhưng mà cái bảo quản của lồng tre thì nó lại khó hơn một cái đồng gỗ, nó khó hơn, đặc biệt là thời tiết mưa gió đấy. Nhưng cái đồng gỗ nếu mà anh em nào biết bảo quản nó vẫn ok, nó không có thua kém gì tre cả. Thế nhưng mà đối với gỗ xưa đỏ thì gỗ nào cũng làm được lồng cả. Thế nhưng mà để mà nói về lồng chim thì cá gì cá mình phải nói tới chắc. Chắc đỏ đen hoặc là chắc đen thì mới là một cái nguyên liệu để mà làm nên một cái lồng tuyệt vời nhất. Và cá nhân em đánh giá là một cái chất liệu lên những cái lồng đẹp nhất. Đấy. Các bác nhá. Chứ còn bất kể một cái gỗ nào hoặc là cái gì mình cũng lên lồng được. Thế nhưng mà lên một cái lồng thì nó phải là có một cái nét đẹp. Nó phải có một cái form. Nó phải có một cái gì đấy mà con người mình đánh giá nó ok. Lồng nào thì lồng cũng của bền tại người hết anh ạ. À, anh đang nói về cái vấn đề mà cái chất liệu của một cái lồng, chứ anh không nói về cái độ bền của cái lồng. Em phải nghe rõ vấn đề, chứ còn em cũng nhiều cái em không nói, nhiều cái cũng ngắt, em vào đây em hay nói vớ đi vẩn. Anh đang nói về cái vấn đề mà chất liệu của một cái lồng ấy, chứ anh không nói về cái độ bền của cái lồng. Có độ bền hay không thì do người dùng chứ cái lồng nào em đưa ra em đập hay là em đưa ra em cầm, em va, em chạm rồi em đụng này kia thì cái lồng nào còn em? Sắt thì còn méo được, nó tới gỗ, tới tre nữa, đúng không? Bình đạm có cách nào vào lửa cho chim mới hoa không? Bác cứ nuôi từ từ, cố gắng chăm sóc cho nó, cho nó cứ đều tay cho nó là ok. Bác cứ chăm bình thường cho nó là đều tay nó ok. Chứ còn các bác nuôi chim, các bác đừng có vội vàng. Thứ nhất là không, đừng có vội vàng. Thứ hai là các bác đừng có háo lửa. Háo lửa là con chim nó nhanh lên thì nó nhanh hư. Cá gì thế, cho nên là cá gì nó phải từ từ, có từ thời gian nó thì nó bắt nhịp thì nó sẽ ok hơn nhá. Lồng thi đấu xa bao nhiêu thì hợp lý, to hay nhỏ có lợi hơn không ạ? Bác Nhật Dương, cái câu này hỏi rất là hay, và hầu như là em rất ít ai mà hỏi những câu hỏi về cái size lồng, rất ít những người hỏi về cái size để cho con chim nó thi đấu hợp lý. Vậy thì cá nhân em ấy thì em toàn có dùng lồng size 36 và size 35, và một số con chim em chơi cả lồng size 15, tức là size 33, size hồi xưa đấy. Tức là em chỉ có 3 size, tức là 33, 35 và 36. Và hiện tại vẫn có lồng size 37, nhưng mà những cái lồng size 37 thì em dùng để em trưng bày và em không có nhốt chim. Ít khi nhốt chim lắm, cũng có nhốt nhưng mà rất là khất, ít khi nhốt. Nói thật, những size lồng 37 này em rất ít khi nhốt.
Đấy, nhưng mà đại đa số là em dùng hoàn toàn bằng lồng size 33 và 36, mà hiện tại size 35 em cũng rất ít khi dùng. Đấy. Thế thì để mà thời buổi bây giờ thì anh em chơi chim nó rất là cầu kỳ, rất là cầu kỳ và chăm chim rất là tốt. Chăm chim rất tốt. Đấy, nó thật với anh em thế. Và cái thời gian đi thi nó kéo dài rất là lâu. Nó từ phải là từ 3 tiếng đổ lên nếu như mà đấu trường. Còn nếu như giải giao lưu thì cũng phải là 2 tiếng mấy, gần 3 tiếng, phải không ạ? Thì các bác chơi con chim thì các bác phải lý đầu tiên này này. Cái lồng to nó cũng sẽ cái ưu và có cái nhược điểm. Và cái lồng nhỏ nó cũng sẽ ưu và nhược điểm của cái lồng nhỏ. Thế nhưng mà để mà cái lợi nhiều hơn hại ấy, thì cái lồng size 36 và size 33 thì nó vẫn có cái ưu và cái nhược điểm nhiều hơn. Ưu và nhược điểm nhiều hơn. Đấy. Cái ưu điểm của cái lồng 36 thế này, tức là nó nhỏ gọn, form gọn và con chim nó thi đấu nó sẽ bất mất lực. Bất mất lực lại. Đấy. Còn lồng size 37 thì nó to hơn một phân, các bác cứ nghĩ là đơn giản nó chỉ một phân thôi. Nhưng các bác nghĩ cho em một phân đi, các bác phải là hai bên văn lồng thì nó mới nhỏ lại được, phải không ạ? Vậy thì hai bên mỗi bên một phân như vậy thì có phải là mỗi bước nhảy của con chim nó sẽ mất hai phân. Vậy các bác cứ tính cho em là trong hai phân như vậy mà con chim nó nhảy từ lúc 9 giờ sáng cho tới 12 giờ trưa thì các bác cộng cho em trong hai phân đó thì con chim nó di chuyển là quãng đường bao nhiêu thời gian, phải không ạ? Cho nên là các bác chơi con chim, muốn con chim bền vững và nó được lâu bền thì tốt nhất các bác nên chơi size lồng 36 đối với con chim, có con chim mà có bộ trung và nhạy cầu. Đấy thì nó sẽ tiết kiệm nhược lại. Còn những con chim mà bộ to mà đấu mức độ bình thường mà size con chim các cái bộ hình nó lớn thì các bác có thể vẫn dùng size 37 được. Đấy, nhưng mà cá nhân em thì em dùng hoàn toàn lồng size 36. Nhưng có những con chim mà bộ nhỏ nhưng cơ địa nó tốt, nó vẫn đấu thể lực bình thường thì bộ nhỏ các bác nhốt cái lồng 33, lồng size 35 ấy nó vẫn đẹp, nó vẫn đẹp. Thế nhưng mà tại vì thế này này, một số anh em là thấy cái lồng size 33 nó rất là nhỏ, tại vì người ta dùng không quen cho nên là thấy cái lồng size 33 rất là nhỏ. Nhưng mà các bác bố trí cầu ở trong lồng để nó vẫn hợp lý. Cá nhân em vẫn để bố trí những cái lồng 15 nan size 33, tức là một cầu thẳng hai cầu góc, tức là em thông thường em bố trí cho con chim hai cầu góc bên ngoài thì nó sẽ bớt cái phần không gian chặt của con chim, cho nên nó vẫn di chuyển bình thường được và nó không ảnh hưởng gì cả các bác nhé. Đấy, chứ còn sai lồng thì tốt nhất là các bác sai thời điểm bây giờ thì thi chim rất là dài, nó từ 2 tiếng mấy tới 3 tiếng, cho nên các bác sai dùng lồng sai 35 hoặc sai 36 là tốt nhất. Còn 35 33 thì các bác dùng nó rất là khó nếu các bác không hiểu về lồng các bác nhé. Nó tùy vào cái cách đấu của con chim nữa, chứ còn không phải là cái lồng nó quyết định được cái cuộc chơi của con chim đâu. Quan trọng là các bác phải là hội tụ được, gom góp được và đúc kết là được từ cái thân hình con chim, từ cái nét con chim và suy ra cái lồng. Chứ còn tất nhiên thì cái lồng nào con chim nó đấu được cả, nhưng mà con mình muốn con chim nó bền bỉ, nó đấu được tốt hơn, nó ok hơn thì các bác phải nhanh nhẹn về vấn đề đó các bác nhé. Ta Thành, anh cho em hỏi chim lúc đấu chim kè sát lồng không hót, chỉ buông xòe nhảy cầu, chim chơi đấu 2 giờ cho xa ra lại hót, có khắc phục nào không anh? Không, cái này là đúng mà, cái đó là nguyên tắc mà bác Ta Thành. Con chim nào không thế, bác kẹp sát lồng thì nó bung xòe và nó cắn lộn nhau, còn nếu bác cha để xa lồng nó thì nó không, nó ít bu chụp, nó ít ra thì nó phải hót chứ bình thường nhớ nó ra mỏ nhé. Đó là nguyên tắc, kể cả trên dàn đi thi đấu cũng thế mà, kể cả dàn đấu những con chim mà nó hay thường bu chụp thì người ta phải để xa lồng ra để cho nó đỡ bu chụp lại, để nó ra nước đánh bác nhá. Cái này nó không có gì là phải khắc phục cả, cái này là bất kể con chồng màu nào cũng thế cả. Chim khàn giọng thì làm sao khỏi em? Những con chim khàn giọng nó rất là khó, anh Đỗ Hoàng cơ khí nhé. Những con chim mà nó khàn giọng rất là khó. Nếu như con chim mà nó bị ho, bắt đầu nó ho, nó mà nói mà ho nó chuyển qua khàn giọng thì bác có thể dùng thuốc ho hoặc là một số thuốc khàn giọng được thì nó vẫn hỗ trợ được nếu như nó khỏi. Chứ còn nếu con chim mà tự nhiên nó khàn giọng, mà đặc biệt là một số anh em phơi nắng, phơi nhiều quá nó cũng chuyển qua khàn giọng thì cái này hầu như là rất là khó khỏi và điều trị nó rất là kỳ công và mất thời gian. Bác Đỗ Hoàng kiếm khí nhá. Cho nên là bác phải biết được con chim nó ho, nó khàn giọng hay là tự nhiên nó khàn bác ạ. Cầu bố trí như thế nào là được anh? Những con chim mình bố trí cầu ấy, thì nó tùy vào cái nét đấu của con chim. Nó tùy vào nét đấu của con chim. Thế nhưng mà cái nét đấu thì cái quan trọng nhất phải là cái tư duy của người chơi cái đã. Tư duy của người chơi. Cá nhân em thì em hay bố trí là một cầu thẳng, hai cầu góc và hoàn toàn chơi bằng lồng ba cầu. Chơi lồng ba cầu. Thì các bố trí thì các bác chơi cầu góc thì nó cũng có cái ưu và cái nhược điểm của cái cầu góc, và những cái chơi cầu thẳng thì nó cũng có cái ưu và nhược điểm của cầu thẳng, và cái một
điều mà các bác muốn bố trí cho một cây lồng tốt, cho con chim đấu tốt, thì nó các bác phải nắm bắt được cái nết đánh của con chim. Đấy, nếu như con chim mà thường xuyên lật cầu, thường xuyên lật cầu hay là đấu cúp C, thì các bác thì có thể là chơi cầu góc, một cầu thẳng hai cầu góc. Còn nếu như con chim mà đấu chậm cầu quá, thì các bác nên chơi bốn cầu góc và để chơi sai lồng nhỏ lại. Các bác nên chơi sai lồng 35 để gần cầu lại, để con chim nó nhanh cầu hơn. Đấy. Còn nếu con chim nào mà nó đấu quá nhanh, thì các bác có thể bố trí thêm cầu thẳng để con chim tiết kiệm bớt lực lại. Bởi vì nếu đấu quá nhanh thì con chim nó sẽ mất nhiều lực, cho nên các bác phải bố trí cầu thẳng để con chim nó đấu nó lết hoặc là nó rê thì nó sẽ bớt bớt lực hơn. Đấy, cho nên là mình muốn bố trí cầu như thế nào nữa thì có phải là quan trọng nhất, phải là các bác phải nắm bắt được cái nét đánh của con chim thì nó mới ok được. Chứ còn các bác bố trí cầu có tốt hay là theo sở thích của mình nhưng nó không phù hợp với con chim thì cũng không chơi được các bác nhá. Cái này nó tùy vào con chim bác Nguyễn Quốc Điện ơi, nó tùy vào cơ địa con chim, có con nhanh có con chậm. Thế nhưng mà cái này thì bác phải theo dõi con chim và bác inbox của em thì em sẽ biết thực tế hơn. Chứ còn bác hỏi như thế này thì em rất là khó trả lời, tại vì có nhiều con chim nó uống nhanh hoặc hết rồi cũng còn nó lâu hết, cho nên là bác phải cho uống vào và bác theo dõi cùng với em, và em bác có thể inbox cho em thì em sẽ theo dõi cùng với bác thì nó dễ hơn. Chứ còn bác hỏi như vậy thì nó rất là khó cho em ạ. Dì bà tá, em cho anh hỏi, con chim mình bị phình lông, trọng tài bắt bị xù lông, anh tắm cho vài giọt tên rồi nhưng vẫn không hết, em cho anh thêm kiến thức. Dạ anh, thứ nhất là cái vấn đề mà con chim bị xù lông mà anh tắm mà nó không hết, thứ nhất là những con chim nó lông quá dày. Đấy, thế nhưng mà với điều kiện con chim trọng tài bắt xù lông là con chim nó bắt khi nó yếu hay là nó bắt khi mạnh bác nhá. Nếu như em đảm bảo với bác mà trọng tài bắt con chim xù lông mà đấu mạnh thì trọng tài làm bậy. Em nói thật, em không cần biết là ai, cá nhân em là một người điều hành, nhưng con chim của bác nếu xù lông nhưng đấu tốt mà nó bắt thì chứng tỏ trọng tài chuyên môn quá yếu kém. Còn với điều kiện con chim của bác xù lông mà đấu yếu thì nó bắt, nó là chuyện đương nhiên, phải không ạ? Cho nên là cái vấn đề mà tắm và giọt chanh các bác phải tắm này, thứ nhất là các bác tắm nhưng bác phải phơi nắng cho nó thêm, chứ các bác đâu phải là cứ mình chanh không là nó rất là khó, bác chia bà tá nhá, nó rất là khó, các bác phải phơi thêm nắng cho nó thì nó nhanh úp lông hơn, nó nhanh úp lông hơn. Chứ còn thời buổi bây giờ thì nó rất là khó nắng, cho nên các bác phải thông cảm. Nhưng mà các bác đừng có vận dụng cái chanh này nhiều quá bác chia bà tá nhá, không nên áp dụng nhiều. Em ngoài Bắc, em cũng mua một kiến binh lông dày, em thấy lông dày thì đấu mùa lạnh không hiệu quả, cảm nhận của anh có đúng như vậy không? Chính xác đấy Nhật Dương, không kể mùa lạnh mà kể cả mùa nắng luôn, những con lông dày rất là khó chơi, rất là khó chơi. Mùa lạnh thì nó hay xù đấy, những con chim lông dày nó có đấu tốt mấy thì tốt nhưng mà nó có nhược điểm này, mùa lạnh nó hay xù, mà mùa nắng thì hay xỉa. Đấy, có những con lông dài nó rất là yêu nhược điểm đấy, lạnh thì xù mà nắng thì xỉa. Đấy, cho nên là những con lông dài nó rất là khó chơi, nó rất là khó chơi, mà nó có đấu hay đến mấy thì các bác phải nuôi nó, nếu mà con chim mà thả hay ấy thì các bác phải nuôi thật kỹ cơ. Đấy, thật kỹ, lửa tốt, lực tốt, nó đánh mới ok. Chứ còn các bác chỉ cần mà sục sạch phát là lạnh thì nó xù mà nắng thì nó xỉa thôi nhá, rất là chính xác đấy. Được chứ bác Hai Phan, nhỏ nhưng có võ là chơi tốt bác nhá. Ý thì em thì nhiều con to chắc như con voi mà rớt sớm, mà có nhiều con vào giải chim tí ti nhỏ tí vô đấu ầm rất là bình thường. Cái quan trọng nhất là cái bộ khung của con chim, còn to nhỏ không quan trọng, cái lá gan nó to mới là quan trọng nhá. Và bác Hải Phan nhá, lá gan to là quan trọng, chứ còn thể hình to hay nhỏ không quan trọng, quan trọng là bộ khung của nó, nó lực tốt là đánh hết. Lê Hùng, bác tư vấn chúc chị giống cách chim vuốt đuôi. Và những con chim vuốt đuôi thì bác thứ nhất là bác nên nuôi dòng dưỡng 60 và đừng có chùm lồng nó bác Lê Hùng nhé. Bác càng chùm lồng nó càng cắn, và đừng anh em đừng nên đến nhổ đi, càng nhổ nó càng cắn bác Lê Hùng, cố gắng nhé. Các bác đừng có chùm lồng nó nhiều và nuôi lồng 60 phân ấy. Đó, rồi các bác chỉ chùm khi mà chim đi ngủ thôi, chứ đừng có chùm nó cả ngày, nó cắn nhé. Chim sợ lồng tắm, sang mãi không chịu qua, khi qua được rồi thì nó không chịu tắm, bị gì vậy thầy? Nếu mà con chim dạn thì những anh má lỡ thì nó hay như thế. Bác Lâm Thành Đức nhá. Còn nếu như con bổi thì bác tập rồi nó tắm thôi, không có gì cả. Bác phải nói rõ con chim đó là con chim thuần hay là con chim bổi bác nhá. Rửa cây cầu để trên cây cầu là sai anh? Không phải là sai.
cái cây cầu ở đây á chẳng qua là một cái khẩu vị, cũng như là một cái điểm để mình tô thêm cái lồng. Và thông thường nhưng mà người ta đã đặt kê ấy, người ta đã bỏ kê thì thông thường người ta sẽ hạ cái vành lồng xuống một chút xíu để người ta kê cái lồng lên là vừa à bạn nhá, chứ không phải là sai đâu. Tức là những thợ làm lồng người ta đã đặt kê thì người ta sẽ hạ cái vành lồng xuống một chút xíu để